weeks of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Bánh Tiêu Chú Quẩy Vlog. Trời bão quá quý vị các bạn à. Thì mua mấy con bạch tuộc với mấy con tôm về mình nướng cho mấy nhóc nhỏ nó ăn nha quý vị các bạn. Sẵn đó mình ăn ké luôn, ăn lay luôn. Rồi xin mời quý vị các bạn theo dõi Bánh Tiêu Chú Quẩy Vlog ốp đồ và nướng nha. Đây, đang trời đang mưa như các bạn. Đây là bạch tuộc với tôm nào gì các bạn, kêu bằng tép nhảy với gì các bạn. Thì mình cũng đã ốp sa tế xong rồi gì các bạn ơi. Lúc trời mưa không có đi đâu được, ở nhà làm cái này nướng cho mấy đứa nhỏ nó ăn như các bạn nha. Ui, cũng nhảy kìa, ui, sống nữa. Đây, và bây giờ mình nhúng than nha cái gì các bạn. Nhúng than xong mình để vô cái nồi nướng nha. Mình nhúng trên cái bếp ga. Và đây là dụng cụ để chống cháy gạch bông nữa gì các bạn. Đó, bây giờ mình để cái chân. Thì xíu nữa là mình sẽ để cái nồi nướng lên. Ở ngoài trời mưa quá. Ở trên đây thì nướng trong nhà, ở ngoài mưa quá không có nướng ở ngoài được gì các bạn nha. Nướng trong nhà. Rồi bây giờ mình nướng nha quý vị các bạn. Tôm tép nhảy với lại bạch tuộc với thịt bò cái gì các bạn. Kèm với cà với đậu bắp. Chấm chao. Cái với cơm mà quý vị các bạn. Bữa nay cộng sự nướng nướng cho ai. Cái này chủ nhật mưa quá, làm món nướng cho mấy đứa nhỏ ăn. Đây là con của mình.
Đây. Chào cô chú, đây, đây là bà xã của mình nè quý vị các bạn, bà bánh tiêu chú quẩy vlog. Quẩy bà bánh tiêu chú quẩy vlog. Bữa nay làm một thao mực với tôm thịt bò nướng cho ông bánh tiêu chú quẩy vlog ăn. Chào. Chào quý vị các bạn. Chút xíu nó chín mình xơi, mình sẽ mời quý vị các bạn cùng ăn ha. Đây quý vị các bạn, gia đình của bánh tiêu chú quẩy này ăn mực nướng, bạch tuộc nướng với lại tôm thịt bò nướng nha quý vị các bạn. Đây anh hai, đây là con út, đây là bà bánh tiêu chú quẩy vlog, đây là ông bánh tiêu chú quẩy vlog nha quý vị các bạn. Đây là nướng này trời mưa quá nướng cái này cho nó ngon nha quý vị các bạn. Rồi đó, mực bạch tuộc chín rồi đó. Đây và bánh tiêu chú quẩy vlog xin mời quý vị các bạn cùng dùng với gia đình bánh tiêu chú quẩy vlog nha. Rồi xin mời quý vị các bạn vô miếng bia nha. Đây, xin mời quý vị các bạn cùng dùng với bánh tiêu chú quẩy vlog miếng bạch tuộc nha. Rồi, chấm vô chào. Đây, xin mời quý vị các bạn. Trời mưa mà ăn mấy món nướng này ngon lắm á quý vị các bạn. Mời quý vị miếng cà. Vô quý vị các bạn chúc quý vị các bạn chủ nhật cuối tuần vui vẻ ấm áp bên gia đình nha. Trời bão cũng không đi đâu được, còn ở nhà với gia đình. Đây, xin mời quý vị một miếng thịt bò. Bò. Đây ăn cơm. Xin chào quý vị các bạn ạ. Rồi mình xin mời quý vị các bạn cùng dùng con tôm với bánh tiêu với quẩy vlog nha quý vị các bạn. Ăn cho đủ món luôn nha. Chấm chào. Rồi xin mời quý vị cũng miếng việc nha. Miếng việc
Xin lỗi quý vị, miếng đậu bắp nè. Video của bánh đường chú Bảy đến đây xin tạm dừng nha quý vị các bạn. Quý vị các bạn yêu thích gia đình bánh đường chú Bảy vlog thì quý vị các bạn hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ để mình làm những video tiếp theo nha quý vị các bạn. Và bây giờ gia đình chú Bảy bánh tiêu xin chào và hẹn lại quý vị các bạn. Bye bye. Bye bye.